Dạ, xin chào chị các bạn. Hôm nay xin mời chị các bạn chúng ta cùng đi dạo phố đêm, mà cái này là nửa đêm mà, dạo biển Vũng Tàu chị các bạn. Bữa nay là bây giờ là chuẩn bị ngày đầu của ngày 3 tháng 1 năm 2018 chị các bạn. Cái này là Diêm đang đi dọc qua đường Hạ Long qua khu cỡ bãi trước. Bây giờ sóng khá là to. Sóng rất là rì rào luôn. Đây thì nó cái bạc đầu nè, cái này sống bạc đầu luôn. Wow, đây ấy dạ. Dạ, chỗ này là dâm ra đang đi ngang khu vực ở cái ba ngọc trai đen chứ các bạn. Mấy ngày nay thì gió biển Vũng Tàu khá là mát, nên là chị các bạn mình đi dạo để cảm giác nó mang mát hơn là những ngày kia ngày bình thường vì có cái gió đông bắc chị các bạn. Dạ, chỗ này là Diêm đã lên cái dốc và khu vực ở cái bãi dứa nhưng mà đây, sóng biển đánh như khi nó bay nước trên bờ luôn. Dạ, buổi tối mà đi dạo con đường này thì khá là thương người thôi. Đi một vòng bên biển nhưng mà giờ đây đi ra khu vực ở bãi sau. Đây lên dốc vừa cỡ bãi dứa như các bạn. Sóng biển thì cứ rì rào. Dạ, giờ này thì lên dốc vừa cỡ vòng quanh nó được nó nhỏ như các bạn. Trước là cái đi về Mũi Vĩnh Phong. Dạ. Mặc dù là bây giờ là nửa đêm nhưng mà đi ngoài đường thì vẫn có du khách đi qua lại đi dạo biển nha các bạn. Và dùng những du khách phương xa đi ngắm biển đêm. Đi ngắm biển đêm cũng khá là thú vị. Diêm cũng có vài lần cũng đi lang thang, gọi là đi xuyên đêm nha các bạn. Công viên Tàu Phùng à. Dạ, biển đêm mình đi cảm giác khá là lạnh. Quá nhỏ lạnh quá. Đây là năm 2019 rồi nhưng mà nên là thời gian trôi đi rất là nhanh. Dạ, chỗ này lại xuống khu vực ở cái đường Thụy Vân này nha các bạn. Đấy. À, tiếng gió rinh rít. Mấy ngày nay là Vũng Tàu lại có ảnh hưởng của cái hoàn lưu cơn bão số 1 năm 2019. Nên là cái có ảnh hưởng một tí mưa nha các bạn, mưa cái dạng mưa phùng phùng. Đường là Thụy Vân như các bạn. Đây, đâu rồi? Hả? Đây,
thấy hả? Dạ, chỗ này thì em đi qua bên dọc đường Thiện Vân đoạn như các bạn. Dạ, cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã cùng đêm dạo một vòng biển đêm Vũng Tàu lúc giờ này là gần 12 đêm 1 giờ sáng. Em đã nhận các bạn trong những clip tiếp theo, clip đi xuyên đêm.